Quý khán giả thân mến, piano là một trong những bộ môn nghệ thuật được các phụ huynh lựa chọn cho con em mình theo học bởi giúp kích thích sự phát triển não bộ, hình thành tư duy sáng tạo của trẻ. Không những thế, đây còn là môn giải trí lành mạnh, giúp trẻ hạn chế những thời gian nhàn rỗi có thể tiếp cận với điện thoại và game, nguy cơ gây ảnh hưởng đến sức khỏe và khả năng học tập của trẻ. Trong một sông nước ban mai hôm nay, mời quý vị cùng tìm hiểu về lợi ích của bộ môn nghệ thuật này. Vào những ngày này, nơi đây lại rộn ràng tiếng piano của các học viên nhí từ 6 đến 15 tuổi. Theo nghiên cứu của các chuyên gia, khi chơi piano, trẻ sẽ tập trung sử dụng cả hai tay, tay phải đánh phần giai điệu, tay trái đánh bè bass. Với sự kết hợp này sẽ giúp tăng sự kết nối lên hệ thần kinh, kích thích sự vận động phát triển của hai bán cầu não, tăng chỉ số IQ. Vì vậy, cho trẻ theo đuổi bộ môn piano vào thời điểm thích hợp sẽ sớm giúp trẻ phát huy được những khả năng tích cực này. Độ tuổi phù hợp cho trẻ bắt đầu học piano là từ 6 tuổi. Ở độ tuổi này thì các bé đã bắt đầu học văn hóa ở trường, thì ý thức học tập của các bé sẽ tốt hơn, hiểu biết lắng nghe tốt hơn. Piano nó sẽ có cái độ nặng nhất định. Cho trẻ nhỏ quá thì thứ nhất là tay bé yếu, thứ hai là tay nó ngắn, việc với tới các phím đàn sẽ khó khăn. Tìm hiểu và thấy được những lợi ích của piano, chị Nguyễn Thị Thu Nga ở quận Bình Thủy đã quyết định cho cô con gái 10 tuổi theo học piano gần một năm nay. Chị khá phấn khởi với những cải thiện của bé khi tiếp cận bộ môn này. Sau gần một năm bé nhà mình học piano thì bé có cải thiện được nhiều về sự tập trung, cũng giúp ích được cho bé vào những cái môn học khác. Đánh những giai điệu nhẹ nhàng thì mang đến cho suy nghĩ của con sáng tạo hơn, như là trong môn mỹ thuật, con có thể vẽ những bức tranh sinh động và phong phú hơn. Khi mà em muốn đàn một bài nhạc hay thì em phải tập trung vào bài. Với những cái thói quen mà khi tập trung đánh đàn thì nó sẽ mang lại cho em được một cái sự tập trung ở trên lớp, nghe thầy cô giảng bài và được thành tích tốt hơn. Mấy cái bài nhanh thì nó em hay bị chệch tempo, bị chệch nhịp. Thì em nghĩ đối với em thì khó nhất ở phần đấy. Tempo ở trên đàn hoặc là những cái thiết bị mua ngoài thì em sẽ bật lên và em đàn theo từ, dù chậm, tempo chậm thì em sẽ đàn từ từ theo rồi em sẽ nâng mức lên, giúp em cải thiện được hơn trong cái quá trình học đàn. Muốn đạt hiệu quả tốt nhất khi học piano thì điều quan trọng đó là phải luôn tập trung, dành nhiều thời gian luyện tập chạy ngón trên phím đàn, thường xuyên đọc nhạc, nắm bắt nhịp, các nốt nhạc. Đó cũng là cách rèn luyện cho trẻ tính nghiêm túc, kiên nhẫn khi nhìn nhận các vấn đề trong học tập và trong cuộc sống, giúp trẻ tự tin phát triển toàn diện hơn trong tương lai.